Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thì hiện tại tình hình mới nhất như thế nào sau cái buổi điều trần của ông quyền bộ trưởng, quyền giám đốc của cơ quan NSA là cơ quan tình báo quốc gia, và sau đó chuyện gì xảy ra tiếp thưa anh Thanh Bình? Ngày hôm qua có cuộc điều trần đầu tiên của ông McGuire là phó đô đốc á, và ông vừa mới bắt đầu cái cuộc điều trần thì ông cũng có nói thành rất là thành thật, ông mới nhậm chức vào tháng ngày 16 tháng 8. Nhưng mà mới là quyền thôi đúng không? Chứ rồi. Chưa là chính thức. Là quyền thôi. Vì thượng nghị sĩ Dan Coats, người tiền nhiệm của ông từ chức. Nên ông là người phó thì ông được lên làm quyền giám đốc. Thì ông cũng nói ông không ngờ là cái lần đầu tiên ông khai điều trần trước quốc hội là cái vụ điều tra nghiêm trọng như vậy. Vâng. Ông nhậm chức, vừa mới nhậm chức thì cái bản cáo trạng đó ngày hôm qua nó cũng được công bố luôn. Cái khúc phim nó cứ diễn tiến liên tục mỗi ngày. Ngày thứ tư đó thì bên tòa Bạch Ốc họ công bố cái biên bản của cái buổi điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky, tổng thống Ukraine. Vâng. Qua đến ngày thứ năm thì chính bên tòa Bạch Ốc họ không còn phản đối nữa, cái họ bên cái văn phòng của giám đốc tình báo quốc gia đó công bố cái bản cáo trạng luôn. Cho nên cái lúc mà ông McGuire ra điều trần trước ủy ban tình báo Hạ viện thì cả ủy ban nó cũng đã được đọc hết cái bản cáo trạng, và họ cũng chất vấn ông về những cái chi tiết rồi trong cái bản cáo trạng đó. Vâng. Thì có một cái điểm quan trọng mình thấy trong cái cuộc điều trần đó là không ai dám đặt vấn đề về cái cá tính, cái con người, cái tư cách của ông McGuire, cái người giám đốc tình báo quốc gia. Lý do? Ông là một phó đô đốc hải quân và làm việc trong ngành tình báo của hải quân suốt đời ông. Ông là một người, phải nói là một vị tướng mà có công với nước Mỹ. Suốt đời ông chưa bao giờ đi làm chính trị hết. Cho nên không ai dám đặt vấn đề là ông này ông có binh cho ông Trump hay là chống ông Trump. Cá nhân ông Trump cũng không dám đặt vấn đề với ông này nữa. Thì đó cũng là cái may của nước Mỹ trong cái lúc mà sóng gió như vậy. Và cái nhân vật mà đứng chủ trì cái cuộc điều tra này là một người gọi là không có liên hệ đến cả bất cứ cả đảng nào, không có trong phe phái chính trị nào. Thì ông mới giải thích cho tất cả ủy ban tình báo Hạ viện cũng như là người dân Mỹ biết được cái quá trình chuyện gì xảy ra từ cái ngày mà cái nhân viên của CIA mà nộp cái bản tố giác tổng thống Trump. Anh Bình nhắc tới đây, tức là cái người tố giác là một nhân cựu là nhân viên CIA. Điều đó thì New York Times họ mới đăng tin ngày hôm nay. Các cơ quan chính phủ chưa xác nhận. New York Times thì đã phát cái này hồi qua rồi. Và đến bây giờ thì cũng chưa có, gần như là 99% người đã phải là một nhân viên của CIA. Dựa vào đâu? Là tại vì cái cách hành văn, cái cách mà trích dẫn các nguồn tài liệu. Thì chính trong cái bản cáo trạng đó mà bây giờ cả thế giới đều đọc được hết á, thì cái người đã nói tôi là một nhân viên tình báo. Không nói cơ quan nào. Tôi được biệt phái và làm việc White House, và trong cái quá trình làm việc đó thì tôi đã thu thập được những cái tài liệu này. Tôi không phải là nhân chứng trực tiếp trong vụ. Nhưng mà tôi nghe những nhân chứng trực tiếp trong vụ nói lại, và tôi kiểm tra nhiều nguồn tài liệu. Người đó, New York Times cũng nói phải là người đàn ông. Và họ biết là người đàn ông, và phải là cái người mà thâm niên trong ngành tình báo. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.